nóng, giòi bò lúc nhúc trong khúc cá kho ở cửa hàng thực phẩm sạch, quản lý thị trường vào cuộc. Một mình tôi ăn, được một vài miếng tự nhiên thấy mấy đầu que nhô lên khỏi mình cá khúc đuôi, tôi nhìn kỹ thấy bất thường và tách miếng cá ra, thì thật kinh khủng, giòi lúc nhúc, anh T phản ánh. Theo tin từ báo điện tử Dân Việt, ông Kiều Đình Cảnh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 12 cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin giòi trong khúc cá kho tại một cửa hàng thực phẩm sạch trên đường Nguyễn Như Con Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, ông đã cử cán bộ trực tiếp tới cửa hàng trên để kiểm tra làm rõ những thông tin đăng tải lên mạng xã hội. Ông nói, sau khi có kết quả cụ thể, đơn vị này sẽ thông tin chi tiết. Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một người dùng đũa gẩy phần thịt trong khúc cá kho lên thì phát hiện một đống giòi bò lúc nhúc. Người phản ánh sự việc lên mạng xã hội là anh Nguyễn Văn Tê. Do con ăn tối nhà ngoại, một mình tôi ăn, được một vài miếng tự nhiên thấy mấy đầu que nhô lên khỏi mình cá khúc đuôi, tôi nhìn kỹ thấy bất thường và tách miếng cá ra, thì thật kinh khủng, giòi lúc nhúc, tôi phải lao vào nhà vệ sinh móc họng. Sốc thực sự nhưng tôi quyết định quay clip lại để phản ánh lại với cơ sở mong có lời giải thích. Infonet Việt Nam Net dẫn lời anh Tê. Cũng theo chia sẻ của anh Tê, với Infonet Việt Nam Net, khi anh nhắn tin phản ánh tới cửa hàng kèm theo clip thì nhân viên chăm sóc khách hàng nhắn lại để check lại nhà cung cấp. Song anh thắc mắc tại sao họ lại giải thích như thế, bởi anh không mua đồ ăn từ nhà cung cấp của cửa hàng mà mua từ chính cửa hàng. Cũng theo anh Tê, hôm qua, có một người của phía cửa hàng liên lạc với anh, song anh vẫn chưa được giải đáp về quy trình gặp vấn đề ở đâu. Nhân viên này có thừa nhận cá để 3 hôm, trong khi lúc đặt các bạn bảo cá trong ngày. Như thế là sao? Anh Tê nói với Infonet Việt Nam Net. Trả lời báo Dân Việt, một nữ nhân viên của cửa hàng C trên phố Ngụy Như Con Tum xác nhận có khách hàng phản ánh giòi trong khúc cá. Nhân viên này nói, hiện quản lý cửa hàng đã đến công ty họp với ban giám đốc giải quyết vụ việc này. Like và follow để theo dõi tin nóng hàng ngày.